Nguyên Bảo và Zubino xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả đang ngồi trước màn nhỏ theo dõi chương trình Bếp Nhà Mình. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong khung giờ 11:40 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay rất là vui khi gặp lại người bạn của mình. Hơn một năm rồi mới gặp lại nhau từ sau cái bộ phim truyền hình gần nhất. Vẫn đẹp trai, vẫn năng lượng. Nhưng mà nghe nói là gần đây là hay vào bếp nấu ăn lắm đúng không? Ấy không, không phải gần đây mà là cuộc sống hàng ngày là ngày nào cũng vào luôn á. Vậy hả? Ừ, nhưng mà hôm nay không có nấu ăn. Hôm nay là vô đây pha nước thôi. Ồ, chết chết. Bếp nhà mình đơn giản hơn là bình thường là bạn nấu ăn giỏi đúng không? Đúng. Thì cái này là tôi sẽ ghi nhận. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây á là Bảo muốn mang đến cho Dũng thêm một cái công thức mới nè. Chia sẻ cho Dũng và chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả thêm những cái công thức nước uống. Thứ nhất là nguyên liệu phải dễ mua, dễ tìm. Và đặc biệt hơn là phải tiết kiệm thời gian và những cái món nước đó là phải thanh lọc cơ thể cho mình. Nhìn rất là healthy. Đoán xem ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu cái gì cho Dũng nè. Ở đây có cam này, có trái vải đúng không? Ừ. Có trà này. Trà cam vải đi. Trà cam vải. Ồ, tính ra cũng hay ta. Đúng. Chính xác đó. Đen. Trà cam vải. Những điều đó. Nhưng mà quan trọng là cách pha ngày hôm nay như thế nào thôi. Bình thường nếu như mà trà thì mình có thể là mua những cái gói trà về mình pha đúng không? Nhưng mà để tiết kiệm thời gian cho Bảo và Dũng thì tôi đã mua sẵn những cái túi trà, trà túi lọc như thế này. Đây là một vài trà vải. Đây chuẩn bị sẵn là vải trái hợp, rất là tiện lợi. Thì một cái nguyên liệu chính cũng không thể thiếu, đó chính là cam. Bên cạnh đó thêm một cái nữa đó chính là nước cốt vải. Để nó tăng thêm hương vị của mình khi mà mình pha cái ly nước. Bình thường Dũng là có thích uống ngọt không? Bình thường tôi không có quá đâu đúng không? Hồi đây cũng giống Bảo, thường là nếu như mà thích uống ngọt thì mình cho nhiều đường chút xíu. Còn không thì có thể là cho một muỗng mật ong. Tại vì cái đồ ngọt của cái mật ong thì nó cũng sẽ nhiều hơn cái đường. Thôi thì bây giờ cả hai bắt tay vào làm nha. Đầu tiên chắc Bảo sẽ nhờ Dũng là cắt giùm cái cam đi và bắt cam cho Bảo. Mình sẽ lấy một cái phần nước cốt cam. Trong thời gian đó thì Bảo cũng sẽ ngâm trà. Tại vì cái nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là trà. Thì mình cũng sẽ ngâm trong khoảng từ 5 cho đến 10 phút thưa quý vị. Để cho trà nó sẽ hòa tan vào trong nước. Nó sẽ có một cái vị thơm và đậm đà hơn. Nếu như bình thường ấy mà Dũng không thích uống cái trà này, Dũng có thể thay một những cái loại trà khác đúng không ta? À thật ra cũng được Dũng. Nếu như mà một tuần mà Dũng uống tầm 2-3 lần đó. Ngày hôm nay thì sử dụng trà vải. Ngày mai sử dụng trà đào. Rồi trà liếp tông. Nói chung là nhiều loại khác nhau cũng được. Mấy sao đó phù hợp với sở thích của Dũng là được. Đó cũng là một trong những gợi ý dành cho quý vị khán giả nha. Để chúng ta sẽ không có bị ngán khi mà uống hoài một vòi trà. Dũng ơi, ngoài việc mà ngày hôm nay mình vô bếp mình còn phải biểu diễn nghệ thuật nữa đó. Bình thường là đi uống hồng trà là thấy người ta sẽ cầm người ta lắc đều và màu bọt đúng không? Chuẩn bị sẵn Dũng luôn. Đó, ngày hôm nay làm một cái gọi là bartender chuyên nghiệp. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần nước cốt trà mà nãy giờ mình ngâm nè. Bảo sẽ chia ra mỗi người một ly, mình sẽ tự pha. Rồi. Cái này là mình không có công thức gì chung cho nó à? Hay là mệnh ai người đi pha như thế nào? Không, mình sẽ có đây một những cái nguyên liệu nãy giờ mình pha chung. Thật ra tất cả mọi thứ Bảo cũng đã cân đo đong đếm sẵn Dũng hết rồi. Đây, đây là cái phần nước cốt vải mình sẽ hòa chung vô luôn. Bảo sẽ chia đôi ra. Đây. Rồi. Thật ra là cái đoạn này là hiểu ý bạn mình. Đi quay phim chung với nhau khá nhiều nên cũng biết là hạn chế uống ngọt tối đa đúng không? Không, hôm nay mình vậy cứ pha theo cái công thức gọi là để hết luôn, để hết luôn nha. Cái này là mình hơi quá. Cứ pha bảo như là pha giúp y rồi đó. Một muỗng đường thôi. Tất cả mình sẽ phải đều lên. Rồi bước tiếp theo là bây giờ mình sẽ để đá vô và mình lắc để tạo bọt. Có trà này rất là tốt cho cơ thể. Nó có cả cam nữa, bổ sung vitamin C để đẹp da giữ dáng. Trời ơi, cái món này thật sự là quá là healthy luôn á. Đối với vitamin C có trong cam và các loại trái cây á thì nó rất là phù hợp cho những ai mà chúng ta làm việc nhiều, đặc biệt là những ai mà đi làm công việc như tụi mình đó thì cần cung cấp vitamin C để giúp cho mình là luôn khỏe khoắn hơn nè, rồi đặc biệt là làn da lúc nào cũng là tươi trẻ, tỉnh táo đó đúng táo. Không? Bây giờ tới là phần biểu diễn nghệ thuật nha. Rồi. Cái này là rồi được chưa? Mở ra. Sự chuyên nghiệp. Đây. Thơm mùi trà, mùi vải. Đó. Coi như là món này thời gian làm cũng khá là nhanh. Tiếp theo là mời Dũng làm sao cho thật là khéo tay nè. Để một cái lớp nước cam ở trên mặt. Đúng không? Đó, nó hơi ombre một chút xíu đó, như này đúng không? Đây. Cũng khéo tay quá chứ. Trời ơi. Rồi, tiếp theo. Xuất sắc quá. Rồi.
quá à. Khoảng 50. 50 ngày hả? Lâu rồi không gặp lại. Quán cà phê cũng là có sự tinh tế ha. Bây giờ mình thử xem nha. À. Cái thức uống này sẽ dành cho những cái bạn nào muốn cái sự gọi là thanh mát, một cái gì nó đơn giản hơn. Mà khi mà chúng ta uống như thế này thì sẽ rất là tốt cho gan này, cho thận này. Và là sẽ là một cái thức uống dành cho mùa hè rất là độc đáo. Tôi nghĩ là các bạn sẽ nên thử xem như thế nào. Bảo nghĩ là ngày hôm nay là Bảo và Dũng cũng là thành công. Trong khoảng chỉ có 10 phút thôi mà chúng ta tạo ra được một cái món nước thanh mát như thế này. Giờ tốt cho sức khỏe và cũng nhanh gọn lẹ với những cái nguyên liệu rất là tiện lợi. Và cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả cũng sẽ thử ngay cái món này để chúng ta có thể uống cũng như là thưởng thức cùng với những người thân trong gia đình của mình, quý vị nhé. Lê ly nè. Lên. Quý vị thân mến, một lần nữa thì Nguyên Bảo và Dũng Mino rất là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Bếp Nhà Mình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, đừng quên nhé, khung giờ phát sóng quen thuộc là vào lúc 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay thì Dũng cũng rất vui khi được tới với Bếp Nhà Mình để có thể được cùng với Lê Nguyên Bảo làm tất cả những cái món uống rất là tốt cho cuộc sống như thế này. Và Dũng hy vọng rằng là một ngày gần đây Dũng có thể quay trở lại chương trình và làm rất là nhiều những cái món ngon hơn nữa nhé. Cảm ơn Dũng rất là nhiều, hy vọng chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau nhiều hơn trong những dự án phim và kể cả trong không gian của Bếp Nhà Mình như thế này. Còn bây giờ thì Nguyên Bảo và Dũng Mino xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.